Bitcoin sẽ tích hợp vào Twitter, sóng FOMO vẫn còn tiếp diễn. Ngay sau những động thái đầu tiên khi tiếp nhận Twitter, Elon Musk đã gửi hồ sơ lên SEC và xác nhận đã sa thải toàn bộ 9 thành viên hội đồng quản trị của công ty này, trở thành giám đốc duy nhất của Twitter tính đến hiện tại. Chưa dừng lại ở đó, Musk tiếp tục đăng tải và thay đổi một loạt thông tin khiến cho người dùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm điểm của sự chú ý có vẻ vẫn là Dogecoin, sau khi bật tăng hơn 150% trong tuần qua. Với những tweet hồi đầu tuần này, Dogecoin lại tiếp tục tăng giá và nhiều người đồn đoán với nhau rằng liệu Musk sẽ cho phép Twitter chấp nhận thanh toán phí dịch vụ bằng Dogecoin. Làn sóng FOMO xung quanh đồng Memecoin con chó có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảnh báo người dùng rằng Elon Musk là một người rất khó đoán và có những quyết định rất lạ. Trong lịch sử vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần Musk quay xe vào phút cuối và lật ngược toàn bộ thế cờ chỉ trong một vài dòng tweet. Hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện video này để gửi lời cảnh báo đến cộng đồng, giúp cộng đồng cẩn thận không bị FOMO bởi các chiêu trò bơm thổi giá của các Bitboy. Phần 1. Loạt thay đổi sau khi lên nắm quyền. Ngay sau khi chính thức điều hành công ty, Elon Musk lập tức sa thải 9 thành viên trong hội đồng quản trị, bao gồm Brett Taylor, Parag Agrawal, Omid Godestani, David Rosenblatt, Martha Lamfox, Patrick Ekundupan, Fei-Fei Lai và Mimi Alimihu. Hiện tại, Musk là giám đốc điều hành duy nhất của Twitter. Ông cũng cho biết qua một đoạn tweet ngắn, sự việc này chỉ là tạm thời. Musk cũng thay đổi luôn avatar cá nhân thành hình của mình lúc nhỏ đang cầm điện thoại. Cập nhật profile lần 1 thành Chief Tweet và lần 2 là Twitter Comment Hotline Operator. Điều này ám chỉ ông sẽ trực tiếp ghi nhận các ý kiến comment đối với nền tảng Twitter của mình. Sự kiện chiếm sóng nhiều nhất vào lúc này có thể là chính sách tính phí dành cho các tài khoản tích xanh. Theo Musk, người dùng sẽ phải trả 8 đô một tháng để được xác nhận tích xanh này. Ban đầu, con số dự kiến là 19,99 đô. Phần 2. Những lần quay xe cực gắt của Musk. Được biết đến là một tay chơi công nghệ và là một tỷ phú chính hiệu, Elon Musk được nhiều người mệnh danh là Iron Man ngoài đời thực. Tuy nhiên, đã không ít lần ông đưa ra những quyết định xoay trục hết sức khó hiểu khiến thị trường lao đao. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi sẽ liệt kê một vài sự kiện ngay sau đây. 1. Tay lái giá Tesla. Đây có thể là sự kiện làm nhiều người khó hiểu nhất khi trước đó, công ty Tesla đang trên con đường tăng trưởng rất tốt, có thời điểm đạt tới hơn 400 đô la một cổ phiếu. Nhưng vào năm 2020, Musk bất ngờ tuyên bố cổ phiếu Tesla quá đắt. Điều này cũng làm bay hơi ngay lập tức 14 tỷ đô vốn hóa của Tesla. Riêng Musk cũng mất hơn 3 tỷ. Ông còn bị cáo buộc bởi hành vi thao túng giá cổ phiếu. 2. Thương vụ bạc tỷ Twitter. Đây cũng là một trong những sự kiện gây sóng gió trên thị trường tài chính. Sau khi đã ký kết xong vào phút cuối, Musk tự quay xe và cho rằng Twitter có quá nhiều tài khoản bot. Việc đình trệ này đã kéo theo một vụ kiện và giá của Twitter cũng rơi sâu từ sau sự kiện đó. Cho đến hiện tại, sau khi đã hoàn tất thương vụ, giá cổ phiếu của Twitter mới bắt đầu phục hồi. 3. Kéo giá Bitcoin. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, khi Musk khẳng định Tesla sẽ chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán. Đây chính là thời điểm giá của Bitcoin đạt mốc 60.000 đô. Bất ngờ là vào tháng 5, Musk lại từ chối Bitcoin vì lý do bảo vệ môi trường. 4. Meme Dogecoin. Chắc chắn chúng ta đã quá quen thuộc với đồng coin này. Được mệnh danh là con cưng của Musk, ông liên tục ủng hộ đồng coin này và có thời điểm giá nó đã được đẩy lên đến 0,69 đô. Hiện nay, Dogecoin vẫn đang là tâm điểm của thị trường khi nhiều người kỳ vọng Musk sẽ áp dụng Dogecoin vào hệ thống thanh toán của Twitter. Đặc biệt là sau khi nắm quyền Twitter, Musk lại đăng hình ảnh chú chó mặc áo có logo con chim xanh Twitter. Đây chỉ là một vài ví dụ chỉ ra rằng Elon Musk thực sự là một người khó đoán và là một tay tài phiệt thực sự. Diễn biến các sự kiện xung quanh ông có thể xoay trục bất kỳ lúc nào và đem lại các khoản tổn thất ngoài dự kiến cho nhà đầu tư. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng Musk cố tình lái giá các tài sản như cổ phiếu và crypto để âm thầm chốt lời. Thậm chí thương vụ Twitter cũng là một minh chứng cho quan điểm này. Chúng tôi cũng cảnh báo cộng đồng nên hết sức cẩn thận trước các làn sóng FOMO tiếp theo có liên quan đến Elon Musk, đặc biệt là meme Dogecoin. Và đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Bạn có nghĩ đây là lúc nên mua vào Dogecoin? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLeaks VN để liên tục cập nhật những chia sẻ tâm huyết nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.